Tôi xin cảm ơn các cái câu hỏi của các đại biểu đi vào những cái vấn đề có thể nói là được rất nhiều cử tri quan tâm. Thứ nhất là đối với lại câu hỏi của đại biểu Hùng ở Quảng Ngãi về cái xác định vị trí việc làm, thì phải nói là suốt từ năm 2012, sau khi mà chúng ta đã ban hành cái luật cán bộ công chức và sau này là luật viên chức, thì trong đó cũng đã nêu rất rõ về cái việc mà chúng ta xác định vị trí việc làm. Bởi vì cái chế độ công chức của chúng ta thì chúng ta đang vận hành từ cái chế độ công chức theo chức nghiệp để tiến tới theo vị trí việc làm. Đây nó là một cái xu thế của rất nhiều nước trên thế giới và nó rất là năng động, rất là linh hoạt và phải nói rất là tốt. Vậy thì trong suốt giai đoạn từ năm 2012 cho đến năm 2019 thì chúng ta cũng đã xác định cái vị trí việc làm. Nhưng tuy nhiên cái việc này thì chuẩn bị cũng chưa được thật là đầy đủ và căn cơ. Và sau khi có cái nghị quyết 18 Ban chấp hành Trung ương khóa 12 thì bây giờ thì chúng ta tập trung vào cái việc mà xác định cái vị trí việc làm. Thì Bộ Nội vụ cũng đã tham mưu cho Chính phủ ban hành hai cái nghị định. Đó là cái nghị định 62 xác định vị trí việc làm đối với công chức và nghị định 106 xác định vị trí việc làm đối với viên chức. Nhưng mà đúng là trong cái quá trình thực hiện thì theo yêu cầu chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế thì hiện nay thì toàn bộ những cái công việc này chúng ta đã làm được đến cái việc đó là xác định được một cái khung chung. Thứ nhất là cái vị trí việc làm trong cơ quan tổ chức hành chính là có 866 vị trí và trong đơn vị sự nghiệp là có 615 vị trí và ở cấp cơ sở hay nói cách khác đó là ở cấp xã là có 17 vị trí. Thế thì về việc này thì đúng là với góc độ trách nhiệm của ngành thì chúng tôi cũng xin nhận khuyết điểm về cái quá trình mà chúng ta triển khai cái việc này thì nó cũng có cái chậm. Thứ hai nữa là cũng chưa rõ, chưa thống nhất cho nên gây cho cái khó khăn cho các cái bộ ngành địa phương khi thực hiện. Nhưng đến hiện nay thì các bộ ngành cũng đã tập trung để ban hành các cái tâm tư hướng dẫn trên cơ sở của hai cái nghị định trên. Để tới đây thì theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế thì chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với lại cả Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan chức năng sẽ hoàn thiện lại toàn bộ các vấn đề liên quan đến xác định vị trí việc làm cũng như là khung năng lực của vị trí việc làm để chúng ta triển khai một cách đồng bộ, toàn diện để chúng ta đảm bảo được cái vấn đề quản lý biên chế theo vị trí việc làm. Thì chúng tôi xin trả lời câu hỏi thứ nhất như vậy.